Xin chào anh em, hôm nay chúng ta cùng soi kèo trận đấu giữa U23 Indonesia gặp U23 Myanmar. Trận đấu tại vòng thứ 5 của kỳ SEA Games 31 môn bóng đá nam diễn ra lúc 16 giờ ngày 15 tháng 5. Anh em hãy like, subscribe để ủng hộ chúng tôi nhé. Indonesia họ đang lấy lại phong độ rất tốt trong hai trận gần nhất, thắng 4-1 U23 Đông Timor, thắng 4-0 U23 Philippines. Một phong độ tuyệt vời và điều này đang giúp cho U23 Indonesia sáng cửa giành vé vào vòng bán kết. Còn về phía U23 Myanmar, trận thua 0-1 vừa qua trước U23 Việt Nam khiến cho tấm vé đi tiếp của họ đang gặp khó khăn khi mà hiện tại là xuống vị trí 3 và kém so với chỉ số phụ với chính cái đối thủ của U23 Indonesia này. Nhà cái đưa ra kèo tài xỉu, hiệp 1 là 1.25, còn mức cả trận là 3 hòa. Theo đánh giá của chúng tôi, mặc dù cả hai đội trong trận đấu gần đây đang có hàng tấn công chơi tốt, nhưng mà hiện tại thì Myanmar là chúng tôi nhận thấy cái vấn đề về thể lực họ đang bị ảnh hưởng bởi vì đã thi đấu 3 trận liên tiếp rồi. Còn với Indonesia thì Indonesia đang lấy lại những cái sự tinh tế nhất của mình, cái lối chơi tốt nhất của mình. Nhưng mà trong một trận đấu gặp U23 Myanmar, đội bóng chơi thủ rất chắc, thì Indonesia sẽ gặp rất nhiều khó khăn như trận mà U23 Việt Nam vừa trải qua vừa rồi. Và chúng tôi lựa chọn kèo xỉu trong trận này. Nhà cái đưa ra mức chấp cả trận là U23 Indonesia chấp U23 Myanmar 0.5 trái. Sẽ vẫn là một trận đấu mà U23 Myanmar họ chơi thủ cực chắc, còn Indonesia sẽ có một trận đấu mà tấn công cũng tấn công, nhưng mà họ vẫn đang có cái lợi thế của mình khi mà xếp trên đối thủ này với hiệu số phụ. Trận này nếu mà Indonesia họ duy trì được một trận hòa thì chắc chắn họ sẽ có vé đi tiếp. Nhưng mà để mà chắc chắn thì U23 Indonesia vẫn cần một chiến thắng. Vì vậy chúng tôi nghĩ rằng trong trận này chọn cửa trên U23 Indonesia và dự đoán tỷ số cuối cùng U23 Indonesia thắng 2-0. Trên đây là một số nhận định cá nhân của chúng tôi, còn phần quyết định vẫn là ở anh em. Chúc cho anh em sẽ thật sáng suốt trước những lựa chọn của mình và đừng quên nhấn like và subscribe kênh YouTube của Tam Bóng TV để có thể cập nhật sớm nhất những màn soi kèo hay và hấp dẫn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.